Hà Nội không có cuộc sống, về đêm em cảm giác là Hà Nội cái gì 10 giờ cũng đóng cửa hết rồi á. Không thể ăn phở lúc 2-3 giờ sáng. Ủa chị ra Hà Nội cũng đi ăn đêm. Kiểu Hà Nội phải tìm lắm. Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố không ngủ. Đúng rồi. Mà bình thường là khuya thật khuya người ta, và cuối tuần thì người ta mới bắt đầu đi chơi cùng với bạn bè của mình, và có thể là đi chơi tới cả sáng luôn. Lượt chơi tiếp theo thuộc về đội bất bại. Câu hỏi thách đố dành cho đội bất bại như sau: lo mừng đi cô, tối quốc tới bến, trong ngôn ngữ địa phương miền Tây có nghĩa là gì? Nghệ An thì mình còn sợ chứ miền Tây đây nè, miền Tây hết đây nè. Nhưng mà nè, vậy nè, lo mừng đi cô, là đi làm, mừng đi cô là làm, lo làm đi cô, tối quốc tới bến, quốc ở đây là cái thường đi chơi. Bọn em đã có đáp án ạ. Xin mời Rubino, đáp án cuối cùng của em là? Dạ, đáp án cuối cùng của tụi em là lo làm đi cô, tối chơi hết mình. Tối chơi hết mình. Đấy. Và đáp án của đội bất bại là một đáp án chính xác. Chúc mừng nha. Nhưng mà các bạn đã từng trải nghiệm cái này chưa? Ngay tối nay bọn em định đi chơi tới bến anh chị nhỉ. Không, mở ngoặc nếu chiến thắng. Đã là bất bại rồi thì là sao mà thua được hả anh? Hai bạn đều ở thủ đô Hà Nội cả. Các bạn có vào thành phố Hồ Chí Minh để tụ họp nhiều hay không? Xin có đến chơi cuối tuần. Đến ngày thứ hai nhá, 7 giờ sáng sẽ phải có mặt ở công ty. 5 giờ sáng vẫn đi cuổi. Vẫn đi chơi. Mình vẫn kéo đi về đi ngủ, vẫn đi làm. Các bà ơi, chơi tới bến. Đó, đúng. Hà Nội không có cuộc sống, về đêm em cảm giác là Hà Nội cái gì 10 giờ cũng đóng cửa hết rồi á. Không thể ăn phở lúc 2-3 giờ sáng. Ủa chị ra Hà Nội cũng đi ăn đêm. Kiểu Hà Nội phải tìm lắm. Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố không ngủ. Đúng rồi. Mà bình thường là khuya thật khuya người ta, và cuối tuần thì người ta mới bắt đầu đi chơi cùng với bạn bè của mình, và có thể là đi chơi tới cả sáng luôn. Anh ơi, nếu như nãy giờ bạn Tây Ba Lô với lại anh CJ đã nói về cái việc là đi chơi thì em là một người nghệ sĩ có tâm, em xin nói về việc đi làm tới sáng là khó. Giống như vừa rồi là bộ phim Nhà Bà Nữ, cái chuyện quay tới 7 giờ sáng là chuyện bình thường. Buổi sáng khi mà tụi em về rồi là tụi em cũng thấy lác đác qua một vài người. Hơi giống anh CJ mới vừa đi quẩy xong, hơi lết về rồi. Dạ, em cũng đó kiểu như vậy. Hoặc là nhiều khi em đi quay game tới 2-3 giờ sáng thì em thấy một vài người cũng giống Tây Ba Lô mới đi ăn phở ra. Đó, ví dụ như vậy. Dạ, đó. Nhưng hiện tại đội mình đang có chiến thắng đầu tiên. Chúc mừng, một điểm cho các bạn. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của đội CJ. Xin mời chủ đề ngẫu nhiên. Ý trời rồi mọi người ạ. Ý trời. Thật sự đâu có muốn vô mấy cái sở trường đâu. Câu hỏi của chúng tôi sẽ liên quan tới cái phong cách âm nhạc và bài hát nào. Xin mời lắng nghe đoàn nhạc gợi ý của chương trình. Bạn biết bài hát này là bài hát gì không? Thật sự đâu có muốn vô mấy cái sở trường đâu. Bên đây được quyền chỉ luôn, câu hỏi chung. Ngựa ô thương nhớ ạ. Ngựa ô thương nhớ.